Tôi tên là Thế Bảo và đã làm ở Hoa Lư Hương được trên 5 năm. Về cái nghiệp làm hoa thì có thể đó là một cái câu nói mà mỗi lần mà ai hỏi thì tôi có thể chia sẻ được nhiều điều. Học lớp 7, lớp 8, mình đi cắm hoa ở những cái nhà thờ, mình đi phụ những cái công việc với lại các anh chị lớn. Sau đó từ từ thì mình cảm thấy là mình thấy thích được cái công việc này và mình phát triển lên từ từ. Nhận vào Hoa Lư Hương thì mình mới cảm thấy đây là cái môi trường để mình có thể gắn bó lâu dài. Ở Hoa Lư Hương thì tất cả mọi người đều là phải luôn luôn sáng tạo để mà mình có thể tạo ra những cái sản phẩm đẹp nhất. Ngoại trừ những cái mẫu mà nó đã có trên web sẵn, có những khách họ yêu cầu là họ để cho mình tự thiết kế, để cho mình tự sáng tạo. Thì khi mà mọi người mà nhận được một cái đơn hàng mà tự thiết kế thì mọi người thích, rất là thích. Trong 3 năm liên tục có một cái vị khách này cứ mỗi một năm là sinh nhật con trai của vị khách này, thì vị khách này luôn luôn muốn những cái bình hoa nó thật là đặc biệt. Năm vừa rồi tôi thực hiện thì đó là những cái con khủng long để mà mình gắn vào trong cái bình hoa để mà mình tạo ra giống như là một cái công viên khủng long. Mình đặt cái tâm của mình vào trong cái sản phẩm của mình, và khi mà trao đến tay khách hàng thì khách hàng cảm thấy hài lòng với cái sản phẩm đó. Với Hoa Lư Hương là bởi vì là mình thấy được cái sự phát triển bây giờ nên là cái áp lực nhất đó chính là phải chạy thật là nhanh cho kịp đơn hàng của khách đặt. Cái thứ hai là về cái mình phải đảm bảo chất lượng 100% là khách phải sẽ hài lòng với cái sản phẩm khi mà họ nhận được. Mình khi đã có tay nghề rồi không phải là mình cứ giữ riêng cho bản thân mình, mà mình phải biết hướng dẫn, chia sẻ được thêm. Giống như cái câu slogan của Hoa Lư Hương đó là Smile Team, đó là mọi người vui vẻ, hòa đồng và đón nhận lẫn nhau. Đào tạo các bạn học viên thì cũng không phải là quá khó mà cũng không phải là quá dễ. Sẽ có những bạn họ chưa biết gì về hoa hết, họ có cái đam mê về hoa, khi mà họ đến đây thì mình sẽ phải hướng dẫn một cách tận tình để mà cho các bạn đó có một cái nền cơ bản về cắm hoa, về ngành hoa, về những cái gì liên quan về hoa, để cho các bạn phát triển tốt nhất, để mà trong cái môi trường làm việc của mình, trong những cái môi trường sống của mình có nhiều người yêu mến cái đẹp, yêu mến về hoa nhiều hơn. Bản thân tôi từ đó đến giờ rất là nhiều người mời hoặc là gợi ý là tại sao bạn không mở ra một cái shop riêng, không mở ra một cái thương hiệu riêng để làm cho mình. Nhưng mà mình nhìn thấy được cái tầm nhìn của Hoa Lư Hương phát triển trong tương lai, và mình biết được là cái quãng đường mình đi trên chung với Hoa Lư Hương sẽ còn rất là dài.